Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bánh khoai môn nước dừa. Khoai môn này cũng có thể gọi là khoai môn gân, nhưng mà gân bò nó to lắm, nó không có cắt sợi nhỏ bởi vì mình cắt khoai từ khoai chín. Bạn có thể cắt khoai từ khoai sống, bào nhỏ sợi hoặc là sắc lắc mỏng, cái đó là tùy sự chọn lựa của các bạn. Mình sẽ xài cái khuôn thủy tinh để mình hấp. Hấp khuôn thủy tinh vì nó có cái hình trái tim, chứ thực ra hấp cái khuôn này bất tiện lắm, nó lâu chín lắm, nó dày á. Thì các bạn tùy khuôn thì tùy các bạn chọn lựa. Mình sẽ xài 700 g khoai đã nấu chín, thì trong 170 chứ phải 700, sorry. Thì trong 100 mình đem mình sắc ra 70 g thì mình đem mình xay ra. Nếu mà các bạn hấp á thì bỏ mà hay pressure của Instant Pot hấp 3 phút rồi để natural release, còn để có thể hấp trong microwave, có thể luộc tùy. Rồi mình đem 70 g hấp đó mình bỏ mình xay với lại 2 muỗng canh sữa với lại nước cốt dừa. Nước cốt dừa mình khơi ra là bởi vì mình thấy cái nước cốt dừa đó mình lấy ra nước cốt dừa khác. Bỏ vô 40 g bột năng, 10 g bột gạo màu tím thì tùy các bạn có thể bỏ màu tím thức ăn, bỏ cái ube gì đó vô hoặc là cánh hoa, đó là tùy chọn. Rồi sau khi đổ bỏ bột vô thì mình lấy mình khuấy, lấy cây hay là cái phới mình đánh sơ sơ, tại vì mình còn lọc nó nữa. Bỏ vô 2 muỗng canh đường, 1 tí xíu muối cỡ 1 g, mà cũng không cần cân, chỉ dứt vô tí xíu thôi. Xong mình bỏ qua cái rây, mình rây để cái có cục bột nào thì mình chà nó ra, chà cho nó rơi qua khỏi cái rây. Xong cái màu tím, bây giờ mình chuyển qua cái màu trắng. Màu trắng thì mình xài nửa cốc nước cốt dừa, nửa cốc nước mình trộn chung cho thành ra 1 cốc. Bỏ microwave cho 30 phút bởi vì nước dừa mà mùa lạnh nó rất đông thành cục á. Nước dừa mình xài nước dừa lon. Rồi mình bỏ vô 101 g bột năng, 10 g bột gạo. Cũng giống như màu tím thì mình cũng khuấy sơ sơ cho nó trộn được chừng nào thì được. Sau đó thì mình sẽ bỏ vô trong qua cái rây để mình rây nó, đổ đường vô. Đường đây thì mình xài 1/4 cốc đường là cỡ 50 g á, đường trắng, tại vì cái này mình giữ cái màu trắng của nó đó. Mình khuấy cho đến khi đường với lại muối rồi gì nó tan ở trong đó. Bỏ qua cái rây nữa đó, nó còn vậy. Đừng có bỏ cái đó, mình lấy cây mình cà 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 cho nó rã rụng hết xuống ở dưới á. Làm cái bánh này nhỏ thôi, bạn cần xài cái khuôn thì mình xài khuôn 2 cấp, bạn xài khuôn 3 cấp cho nó rộng rãi. Mình làm còn dư mình làm linh tinh mấy cái thứ khác á. Bây giờ mình đến bỏ muối vô, bỏ muối trước muối sau cũng được, không quan trọng, mà mình khuấy cho nó tan thôi, nó ấm ấm. Tại vì cái nước, nếu mà bạn nhà lạnh á thì dừa nó đông. Mình bỏ vô, mình bỏ microwave cỡ 30 giây thôi, cho vô tí tinh bột vani. Rồi 100 g mà khoai môn mà cắt rồi á, nấu rồi á thì mình cắt ra cỡ 2 mm, dài 2 mm. Nó bị bể đồ gì cũng không quan trọng, tại vì mình sắp đại nó vô á. Giống như thay vì bạn làm nhân đậu xanh thì mình khoai môn khối chữ nhật vô vậy đó thôi. Ăn cũng có cái vị riêng của nó, cũng hay lắm. Bạn có thể, như mình nói hồi nãy, bạn có thể dùng khoai sống bào sợi ra như sợi cà rốt ra làm dưa vậy cũng được, không có quan trọng. Nhưng mà mình thấy cái kiểu làm này nó dễ cho mình mà cũng ngon.
nó ăn nấu nó kết hợp lại cái bùi cái dai rồi nó cũng ngon lắm. Rồi thì mình đổ vô nồi 3 cốc nước, bạn có thể hấp sững hấp gì, còn mình có đồ này mình tận dụng tối đa nó. Mình xài cái chảo điện này, hình vuông này, rồi mình kê cái ba chân nó lên, lấy cái khuôn quẹt dầu chung quanh cho mình dễ gỡ thôi, rồi nấu sơ cho nó hơi nóng cái khuôn tại cho nó đỡ bớt cái, để lâu bột mình đổ vô sớm thì nó lắng cái bột xuống không đều á, thành ra mình hơi nóng cái khuôn để mình đổ bột vô. Thì mình sẽ làm là lớp đầu tiên á, là cái màu trắng, rồi cái tới màu tím, rồi cái tới màu trắng kết hợp với khoai, rồi màu tím lại, rồi màu trắng. Sở dĩ mà mình xài màu trắng để hai lớp trên lớp dưới là bởi vì màu trắng nó dai hơn. Khi mà trộn với cái hỗn hợp có khoai tím, khoai môn vô á thì bột nó dẻo lắm. Phải để nguội á nó với mới không 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 dính. Chứ còn mình vừa vớt trong nồi hay là mình để dưới khuôn ra không có cách gì mà bạn gỡ cái màu tím mà mình để sát dưới đáy hoặc để lên ở trên, nó rất là dẻo, khó lắm. Rồi bây giờ thì mình đổ màu trắng kết hợp với khoai, mình đổ màu một nửa màu trắng cái lớp này vô trước. Mỗi lớp á, thì mình nấu miễn sao mà đến khi mình rờ vô cái bề mặt của mỗi lớp đó mà nó không dính tay á thì mình đổ tiếp lớp khác. Không có sợ chín quá tại vì mình nấu trong đó rồi nó cũng dính vô, không nó có tách lớp cũng không có sao. Bây giờ mình bỏ khoai môn cắt miếng ra đó, mình bỏ thẳng góc kiểu đó xuống, đáng lẽ bỏ ngang đỡ hơn, bỏ xuống như vậy là nó đâm xuống ở phía dưới á, đâm xuống cái màu màu tím á, bỏ nhẹ nhẹ vô để cho nó nằm ở phía trên thôi, nằm ở trong cái lòng của màu trắng á. Bạn tại vì mình ưng cái, mình nhắc lại nha, mình ưng cái khung trái tim này, chứ còn các bạn nên làm cái khung rộng hơn là vừa với cái số lượng hỗn hợp mà mình pha chế này. Bây giờ mình đổ lên cái màu trắng để cho nó lút hết cái khoai á, xong cái màu đó trắng nó khô mặt rồi thì mình đổ tiếp cái màu tím lên, màu tím khô mông xay. Cái sự mà kết hợp á, thì các bạn có thể là màu gì tùy các bạn, nhưng mà mình làm này thì theo cách của mình thôi. Bạn thấy nó quá đầy đi, bây giờ mình bỏ lớp trắng lên, mình bỏ được một cái lớp mỏng vậy thôi, vẫn cũng có trào ra ngoài, nhìn xấu xí lắm. Thành ra mình khuyên các bạn nếu có cái khung mà cỡ 3 cấp là vừa. Cái này là mình nấu để cho có công thức, với lại ăn cũng ít ít thôi, nhiều quá ăn cũng mấy bữa nay mình làm bánh nhiều quá đó. Mình nấu đến khi nào nó lâu lắm, mình nấu bằng khuôn kim loại á, thì mình nấu 2-3 phút là xong một lớp, và cái này mình nấu chu cha cũng 1 chục phút luôn á. Thì đến khi nào mình chọt cái cây vô, mình kéo cái cây ra, cái tâm, cái xỉa, cái gì cũng được, nó sạch sẽ là mình biết bánh nó chín. Rồi để thiệt là nguội, tại vì có khoai môn mà xay bột ra nó rất là dẻo, thành ra mình phải để nguội mình mới lấy ra cái bánh nó mới mướt được. Rồi mình lấy cái dao mình bọc, tại khó khoai có khoai môn khó cắt á, thành ra bạn lấy dao bọc plastic lại thì mình mới cắt nó không có dính, với lại cái miếng cắt nó mướt hơn. Mình bứt mấy cái hoa bên xe rồi mình bỏ, mùa này chỉ có mấy cái hoa đó thôi, trời còn lạnh. Bây giờ thì các bạn có muốn cắt kiểu gì, cắt cắt vuông, cắt hình chữ nhật, cắt mỏng, cắt gì tùy tùy thích mình thôi. Cắt ra nhìn cũng đại phát, cái màu nó nhẹ nhàng, nhìn nó thấy thoải mái. Mình cứ cứ vậy cái nó rách cái bọc không, là vừa nhiều với ta khoai môn cái đầu cái ở giữa đó, nó ăn rất là dễ ăn,
mà nhìn cũng đẹp nữa hả, nhìn nó dễ thương á. Cái màu tím thì tùy các bạn làm bằng lá cẩm, hoặc là mà mình thích đó là màu tím lợt lợt thôi, đừng có làm đậm đen thùi lùi như là cái tím than á, nó không có nhìn ra với thức ăn nó không có hợp lắm. Mình cái này mà là mình xài cánh hoa rocker á, kèm nghệ tây á. Mà nghệ tây các bạn xài và phải biết chính xác đó là cái loại ăn được này, tại vì có một cái loại hoa giống y chang nghệ tây nhưng mà rất là độc, ăn vô là chết ngấm liền á. Mà nghệ tây cái lá cái nhiều loại mình ăn được nhưng mà chó ăn vô là nó cũng bị trúng độc, thành ra mình không có dám nói cái phần đó chiếu ra cho các bạn coi mình là màu tím. Thành ra màu tím thì tùy chọn. Mấy cái phần này là chiếu thêm thôi chứ các bạn có không cần thiết, nấu xong cái bánh là xong rồi. Bây giờ tới phiên mình ăn. Chích miếng. Cái miếng tại vì cái hình trái tim á, thành ra cắt ra khối này cũng khó đều lắm. Trời ơi nó ngon. Nó tại vì nó có cái khoai mà mình cục cục đó đó, mình ăn tới cái đó bùi bùi rồi cái chung quanh nó dẻo dẻo. Rồi cái bột năng không á, thì nó giòn giòn. Bột năng mà pha với lại bột khoai môn á, khoai môn tán nhuyễn á, thì nó dẻo. Cho nên chớ dại mà bỏ thêm bột nếp vô nó là nó dẻo quẹo luôn á. Mình pha bột gạo để giảm bớt cái độ dẻo của nó. Rồi, chỉ có vậy thôi. Nhìn thấy thích quá rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.